Hello, xin chào mọi người nhá. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Mướp Chim To, Mướp Gaming. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bắt cua cùng với cái team thiểu năng này. Hello. Hello. Hello mọi người. Bye. Hello, hello. 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 Mình đâu có biết map này là map gì đâu. Em không anh. Map này là map không anh ơi. Map này là cái map mà bắt cua trong nhà người ý alo. Bắt cua trong nhà. Bắt cua trong nhà. Bắt cua trong nhà. Gì nhá, gì vào đấy lắm đúng không? Em biết gì đâu. Tại vì là mọi người cũng biết đấy, tại vì là ngoài kia dịch nhiều quá, corona quá nhiều nên là mình không thể nào bắt cua ở ngoài, à mình không thể đi ra ngoài bắt cua được, nên là mình đã quyết định rủ cả team của Mướp đi vào đi. Ô nhà là nhà của ai nhỉ? Nhà của anh Mướp à? Mướp nhà Mướp. Mướp nhớ nhỉ, Mướp nhà của Mướp mà, tên là Mướp trả vừa thôi đây. Mướp đã rủ tất cả mọi người vào nhà của Mướp rồi. Bắt cua ở và từ hơi sáng tí tôi kệ. Thôi bắt đầu nào, let's go. Bắt đầu đi, vô. Ok rồi. Sao bay, sao bay tí được mèo ấy. Kia. Thế cậu thắt, thế nhảy kiểu gì? Đúng rồi. Lại làm thế. Đúng đầu lại mà. Kích vào con này à? Khổ. Ok. Oh, cái chữ này đọc là gì ấy? Nugget à? Nugget à? Nugget. Nugget là con gì? Nugget 1 giờ. Nugget 1 giờ. Ủa sao? Dogemon phép thuật. Dogemon Enchantis. Phép thuật quiz. Enchantis. Thật win đánh cửa thần kỳ. Bất là kiểu bất lực vừa là. À khóc, khóc. Okay, wow, khóc. Người đất quốc. Ôi cơ dô, cơ dô, cơ dô. Từ vị trí của nước. Còn đấy anh chờ anh chết cơ. Rất cay nhưng mà nước nhỏ là gì. À mà mọi người có thấy nhà anh đẹp không? Có anh, rộng quá. Bán cho em một căn. Nhà này chỉ có anh ở chứ không bán căn nào hết. Đó, nhà anh có, anh xin được giới thiệu. Nhà của anh hình như là, cái này là cái lọ hoa đúng không? Ok, cái này là lọ hoa. Em ở kém một phòng anh ơi. Không, trong em chỉ có một phòng thôi. Vậy một phòng anh để cho vợ tương lai của anh ấy. Vấn đề ở đây là sau này anh có vợ được hay không mới là chuyện. Có thật sự không? Vợ anh. Ai đăng ký làm vợ không biết tìm mọi người. Sau này không cưới được vợ thì úi rồi ôi, nó lại. Đó là em vừa. Ai đăng ký làm vợ Mướp đi. Ở đây có độc Mướp mày là con gái. Vợ cho Mướp. Anh bóp vàng. Im hẳn nhá, tao đang nói, mày đừng nói như thế. Nó thắng rồi đúng không? Mày nó thắng rồi xong rồi nó ngồi nó ăn bóp vàng đúng không? Ừ đấy. Tay ấy. Được chưa? Ê, em bảo hình như là nãy là mình bắt cua ở trong phòng khách đúng không? Bây giờ nó có phòng không rồi. Nghĩ luôn. Phòng này phòng ỉ á. Đúng rồi. Tao về nhà vệ sinh kìa. Ừ, phòng nhà vệ sinh mà. Để bảo là phòng này tự nhiên em bảo ban nãy em đang chơi em nghe tiếng tõm phát ở vị trí của con gì. Ở kia ai? Tao làm gì có? Biết à? Tao không hề làm thế. Tao làm thế tao tắt mic rồi. Tao nhớ tao tắt mic rồi. À thế à? Thế là thế là gì quên tắt mic. Đau cái gì? Hồi gì đây kìa? Một cái đầu hàng. Em lại có động lực, để nhảy thôi. Em lại có động lực. À đù, mẹ thì ra là bám tường là lên là vào mất mất cổ. Em chịu thua rồi, mọi người chơi em chịu thua rồi, em bất lực quá. Nhớ chơi. Thank you.
biệt rồi đấy nhá. Tao muốn cụ để tự lực cản sân được ạ. Mày im ngay, mày không phải kiểu thế. Mày đắc cái cháu tao. Kẹo nhá. Kẹo. Cho anh hỏi. Em vào nhà anh để làm gì? Hả? Em vào nhà anh làm gì? Có em ăn trộm đúng không? Sao em biết cái này? em trộm chó. Vào nhà vệ sinh rồi nè. Nhà anh có cái gì quý giá mà em vào đây trộm? Quỳ lại vào nhà vệ sinh tỏng tỏng mấy phát nữa đấy. Lương tâm cắn rứt em. Lương tâm anh đang cắn rứt. Dạ ăn mướp vào tay em. Ê mướp ơi, em cả kẹo cho ôm anh. Ôm anh. Ok. Mướp lên, chạy đi. Ok. Chạy đi. Ok, nhảy lại. Ok. Chạy đi. Ok, nhảy lại. Nhảy lại. Chạy đi. Nhảy đâu. Đi. Cái lưu. Đi kìa, kìa, đi 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 kìa, ôm kìa, đi 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 kìa, trâu luôn. Ok, nếu mà các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, subscribe và share kênh để cho mình có thêm động lực làm thêm nhiều video không hay hơn nữa. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.